Xin chào các bạn ạ, Hùng Mobile xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ nhé. Và mình là Dương, hôm nay thì mình sẽ list một sản phẩm, đó là iPhone 6s Plus 16GB của khách hàng, đó là anh Đỗ Văn Hùng ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều khi đã quan tâm và ủng hộ shop ạ. Ok, thì mình sẽ đi vào phần chính luôn nhé. Đây là sản phẩm iPhone 6s Plus Gold 16GB ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ test đến vẻ ngoài gọi là ngoại hình của sản phẩm ấy ạ. Đây là mặt trước ạ. Mặt kính nhất bóng mà đẹp ạ. Mặt cạnh ạ. Cạnh bên này ạ. Rồi, ok, mặt đằng sau ạ. Vâng, sản phẩm khá là đẹp đấy ạ. Cạnh dưới ạ. Còn có hai tem bảo hành luôn đó. Rồi cạnh trên. Đó là sản phẩm của anh Hùng nhá. Thì ngoại hình khá ok nhá. Ok, thì tiếp theo thì em sẽ test vào phần bên trong của máy nhá. Rồi đầu tiên thì sẽ test đến phần cảm ứng đi ạ. Ok, chạm một cái icon nhé. Rồi chúng ta sẽ di chuyển quanh mặt của màn hình để kiểm tra xem cái cảm ứng có tốt không ạ. Vâng, như các bạn thấy thì anh Hùng có thể quan sát là cái cảm ứng của anh rất là tốt. Tất cả những góc nhỏ nhất và những cái điểm trên màn hình đều di chuyển rất là tốt, rất là mượt. Ok, cảm ứng ok nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào kiểm tra thêm một cái cảm ứng vân tay ạ. Khi mọi người test chức năng này thì nên lưu ý về cái vấn đề là vệ sinh những hôm này một chút và tay đừng để quá nhiều mồ hôi ạ. Mình xóa cái dấu vân tay cũ đi nhé. Ok, mình sẽ thử một dấu vân tay mới. Ok, rất là nhạy luôn đấy ạ. Ok luôn ạ. Vừa rồi thì mình đã quét thử con tay của mình rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn nhé. Đây, mình tắt màn hình đi này. Ok em ạ, bây giờ mình sẽ thử con tay của mình nhé. Ok, sản phẩm vào rất là nhanh đúng không? Dạ vâng, cảm ứng con tay của anh rất là tốt và khá là nhạy đó ạ. Rồi, tiếp theo thì em sẽ test đến phần đó là cái mạng wifi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào kết nối wifi này. Tắt chế độ máy bay đi ạ. Đây, như bên mình đã có một cái wifi sẵn bên mình rồi đấy. Đó là Đức Hùng Mobile. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Đã kết nối và full vạch sóng luôn đó ạ. Ok, kết nối đã thành công nhé. Rất là ổn định rồi. Thì bây giờ mình sẽ test luôn cái việc là vào mạng và nghe nhạc ạ. Để test vần loa luôn nhé. Ok, mình sẽ tạm thời test nhạc ở ngoài đi, rồi mình sẽ phát nhạc từ cái máy này các bạn nhé. Wow, nghe nhạc rất thích, loa khá là to và êm. Tăng nhỏ, kiểm tra luôn hai kính âm lượng này, cho nhỏ đi này, nó cho lớn lên. Vâng, hai kính âm lượng rất là nhịp, rất là tốt. Ok, test qua vậy thôi nhé. Loa rất là tốt rồi đấy ạ. Thì sau khi test loa rồi thì mình sẽ chuyển sang phần là phần test mic luôn, đó là mình sẽ ghi âm. Để xem khả năng thu của mic có tốt không nhé các bạn nhé. Đây chưa có một bản ghi mới nào ạ, mình sẽ test luôn.
hơi nhỏ, các bạn nhìn những cái vạch âm thanh cũng to nhỏ dần đấy. Bây giờ mình sẽ phát lại nhé. Đấy, đầu tiên nó rất là to, về sau nó sẽ nhỏ dần đấy, như mình thổi sáo thử ấy. Ok, mic thu rất là tốt nhé. Ok, xong này, xóa đi. Mình để có vẻ hơi gần một chút. Nhưng quan trọng các chức năng vừa rồi của máy mình đã test rất là đầy đủ rồi ấy. Cơ bản của một chiếc máy đó là rung chuông, loa mic, ngoại hình rồi thì cảm ứng. Sản phẩm rất là ok. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều khi đã tin tưởng ủng hộ shop ạ. Thì bây giờ mình sẽ đọc 6 số email cuối để anh Hùng có thể kiểm tra máy khi nhận hàng nhé. Đây ạ, 6 số email cuối đấy ạ. Là 69, 50 và 71 ạ. Vâng, khi anh Hùng nhận máy kiểm tra giúp bên em nhé. Là sản phẩm em đang quay cho anh đấy ạ. Sản phẩm rất là tuyệt vời ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi video ạ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Và bên em sẽ sớm gửi hàng cho anh ạ. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Cảm ơn các bạn ạ.